không bán đó hả? Đó. Còn nó khó bán lắm á. Đọc lạ là làm tin tức rồi chứ. Sơ nó là giá cao. Giá nó mất cấp 3 là cái máy của mình được. Dạ. Hàng độc lạ mình thấy show hàng mình. Đây chia tay đứng lên được ok đúng không? Thì sao trình bày ngắn. Cấm sẵn rồi đó. Xịt bự đúng không? Xịt bự cấm sẵn rồi đó. Lấy cái laptop đi thử cái. Xong bóng 30 Thank you.